hôm nay giao con 4508 để y nhé bác. Máy rất là đẹp nha. 4508 đi. Giờ sao giống mới nha các bác. Máy rất là đẹp nha. Máy giày sóc trăng rất là đẹp nha. 4508D. Vừa bên người mới nha các bác. Rồi, tiễn em lên đường luôn. Về Sóc Trăng nha. Rồi kết thúc video nha, nếu có ai chụp lại xe nhớ ủi chuông để xin báo kênh nha, tạm biệt các bác. Nó chạy dẹt giờ luôn hả, hay gì không?